Ayo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Trước đó thì mình đã có lên bài chia sẻ chi tiết cho anh em về hai chiếc điện thoại. Tay phải của mình đây, Xiaomi 11 Lite 5G và tay trái của mình đây, Samsung Galaxy A53 5G. Và cả hai chiếc máy này, nó sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nói chung là cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Thực tế thì nó đúng như thế, tại vì so về mức giá, lúc nào tám lạng nó cũng phải mắc hơn nửa cân đúng không ạ? Và chiếc máy Xiaomi 11 Lite 5G này hiện đang được bán tại Điện thoại Vui với mức giá chỉ khoảng 4,5 triệu mà thôi. Còn nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm Samsung Galaxy A53 5G, em này sẽ có mức giá khoảng 5,5 triệu ở Điện thoại Vui. Tức là trên thực tế, Samsung Galaxy A53 5G nó vẫn mắc hơn Xiaomi 11 Lite 5G đấy nhé. Thế nhưng em Xiaomi 11 Lite 5G này vẫn sẽ có những điểm cộng của Redmi. Và không dài dòng nữa, bắt đầu vào video chia sẻ cho anh em biết những điểm mạnh và điểm yếu của hai em điện thoại này thôi nào. Và đang tiện nhắc về máy cũ tại Điện thoại Vui thì hiện tại Điện thoại Vui đã có chương trình mở bán máy cũ rồi. Ở đây sẽ có rất nhiều những dòng máy cho các bạn lựa chọn, không chỉ máy cũ mà chúng ta sẽ có cả máy mới luôn. Và nếu như các bạn quan tâm thì có thể truy cập vào đường link mình để ở bên dưới description sẽ dẫn thẳng đến cửa hàng của Điện thoại Vui. Và ở đây sẽ có rất nhiều chương trình ưu đãi cho anh em. Anh em chỉ cần click vào đường link, mọi thông tin chi tiết sẽ có đầy đủ luôn nhé. Bắt đầu với hai máy của chúng ta. Đầu tiên là về phần ngoại hình. Thì nếu mà so về kiểu thiết kế, nó hiện đại, nó hợp meta hơn thì em Samsung Galaxy A53 5G này nó sẽ mới mẻ và hợp với thời đại hơn. Tại vì em này thì vừa mới được ra mắt vào năm ngoái, năm 2022. Còn với Xiaomi 11 Lite 5G, em này đã được ra mắt vào năm 2021 rồi. Tức là em này đã có 2 năm tuổi, còn em này thì chỉ mới có 1 năm tuổi mà thôi. Tuy là được ra mắt sớm hơn nhưng mình lại thích cái thiết kế của Xiaomi 11 Lite 5G hơn. Tại vì em này có thiết kế khá là mỏng và nhẹ. Và điểm đặc biệt là em Xiaomi 11 Lite 5G này, em này chỉ mỏng 6,8mm mà thôi. Ngoài ra thì cân nặng của em nó chỉ rơi vào khoảng 157g, cực kỳ nhẹ nhàng cho chúng ta. Còn với em Galaxy A53 5G, em này sẽ có bề dày là 8,1mm, tức là đã dày hơn 2mm nếu như chúng ta so với em Xiaomi 11 Lite 5G. Về cân nặng thì em này cũng không nặng lắm đâu. Em này thì chỉ rơi vào khoảng 189g, chưa tới 190g. Cơ bản thì trải nghiệm của mình, nếu như các bạn cầm một chiếc máy mỏng nhẹ và đẹp, cảm giác cầm nắm tốt, các bạn có thể sở hữu em Xiaomi 11 Lite 5G. Còn nếu như các bạn muốn một chiếc máy có thiết kế nó mới mẻ hơn, nó hợp thời đại hơn và nó vuông vức hơn, các bạn có thể lựa chọn em Galaxy A53 5G. Về cảm giác cầm nắm thì em Galaxy A53 này cầm nó khá là đồng tay, tại vì các bạn sẽ được trang bị một cái khung viền. Khung viền này sẽ là khung viền kim loại. Còn với khung viền của em Xiaomi này, nó chỉ là khung viền làm bằng nhựa thôi nhé. Về phần mặt lưng, chúng ta sẽ có một chút thay đổi. Cái em sườn bằng nhựa thì sẽ có mặt lưng bằng kính, còn cái em mà có cái viền kim loại này, nó lại có mặt lưng bằng nhựa thôi. Tức là Galaxy A53 chúng ta chỉ có mặt lưng nhựa, còn với Xiaomi 11 Lite 5G, em này sẽ có mặt lưng kính. Và như thế thì mình vẫn đánh giá rằng với trải nghiệm cầm nắm của mình, em Xiaomi 11 Lite 5G này đem lại cảm giác cho mình tốt hơn. Tiếp tục trên máy chúng ta, ở dưới các bạn vẫn sẽ có một cái chắc cắm Type-C, và đặc biệt là với em Galaxy A53 5G, cổng Type-C của nó chỉ hỗ trợ 25W, còn với Xiaomi 11 Lite 5G, cổng Type-C này sẽ hỗ trợ lên đến 33W luôn nhé. Kế bên các bạn vẫn sẽ có một cái khe loa, và ở trên màn hình của các bạn vẫn sẽ có thêm một loa nữa nhé. Tức là cả hai chiếc máy này chúng ta đều sẽ có hai loa. Thêm một điểm tương đồng là cả hai em này đều sẽ không bị jack cắm tai nghe 3.5, và cả khe SIM của chúng nó cũng tương đồng với nhau luôn. Cả hai khe SIM của các bạn đều chỉ hỗ trợ một SIM hoặc một thẻ nhớ. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng hai SIM hai sóng, như thế các bạn sẽ không còn lựa chọn thẻ nhớ đâu nhé. Tức là các bạn sẽ có hai tùy chọn: sử dụng hai SIM không mở rộng bộ nhớ, hoặc là mở rộng bộ nhớ và chỉ sử dụng được một SIM thôi. Và cả hai chiếc máy đều được clean bên cạnh trái. Còn ở bên cạnh phải thì các bạn sẽ có phím tăng giảm âm lượng. Với Xiaomi 11 Lite 5G, các bạn sẽ có phím Home và tích hợp luôn cả Touch ID bên trong cái phím Home này. Còn với chiếc Samsung Galaxy A53 5G, các bạn sẽ có vân tay ở trong màn hình. Và với vân tay ở trong màn hình này thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn mở khóa hơn. Và khi mà các bạn có mồ hôi tay hoặc là khi mà tay của các bạn quá dơ, các bạn vẫn có thể mở khóa được. Còn với chiếc Xiaomi 11 Lite 5G, các bạn chỉ có thể mở khóa bằng vân tay như thế này thôi. Nhưng mà về cơ bản thì nó khá là nhanh và nhạy. Và thêm một điểm nữa là trên cái phím nguồn này của Xiaomi 11 Lite 5G, cái phím nguồn này nó nằm đều so với khung viền của chúng ta luôn, nên là nhiều khi mình bấm vô mình cũng không có cảm giác là mình đã bấm vô lắm. Đây, vừa mới chia sẻ với anh em là có thể lâu lâu cái phím Home nó sẽ không nhạy, và bây giờ mình đã bấm khá là nhiều lần nhưng mà phím Home vẫn không nhạy luôn. Kế đến là về phần hình nền, em Galaxy A53 5G sẽ có kích thước màn hình là 6.5 inch, còn với Xiaomi 11 Lite 5G các bạn sẽ có kích thước màn hình to hơn một xíu, đúng một xíu luôn, 6.55 inch, nó sẽ nhẹ hơn 0.05 inch mà thôi. Về trải nghiệm thì Xiaomi 11 Lite 5G sẽ sử dụng tấm nền AMOLED, và với chiếc điện thoại Samsung này nó sẽ được trang bị tấm nền cao cấp hơn, Super AMOLED. Và cả hai chiếc máy của chúng ta đều hỗ trợ HDR. Ngoài ra thì độ sáng tối đa cũng có thể lên đến 800 nits.
Và tiếp tục trên màn hình của chúng ta, các bạn sẽ có mỗi máy một chiếc camera đục lỗ. Theo mình đánh giá thì camera đục lỗ ở trên chiếc Samsung này nó sẽ nhỏ và nó gọn hơn. Còn với chiếc Xiaomi nó sẽ khá là to nếu như các bạn so sánh với chiếc Samsung này. Còn về cái khung viền đen, Galaxy A53 5G nó cũng mỏng hơn khá nếu như so với Xiaomi 11 Lite 5G. Và đang tiện nói về phần màn hình thì với Samsung Galaxy A53 5G, em này sẽ hỗ trợ tần số quét cao lên đến 120Hz luôn. Còn với chiếc Xiaomi 11 Lite 5G này, màn hình của nó chỉ hỗ trợ lên đến 90Hz mà thôi. Như thế cũng phải chấp nhận một xíu, tại vì với Xiaomi 11 Lite 5G, nó là phiên bản rút gọn của Xiaomi 11 và chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều vì một chiếc điện thoại đã có 2 năm tuổi. Còn với chiếc Galaxy A53 5G này, nó ra mắt được gần hơn và với những chiếc Samsung Galaxy dòng A và cụ thể hơn là A53 5G này, nó cũng được đánh giá ở trong phân khúc tầm trung rồi. Về cơ bản thì mình vẫn đánh giá cao hơn về màn hình của chiếc Samsung Galaxy A53 5G này. Các bạn sẽ nghĩ rằng có màn hình 120Hz mua về chiến game sẽ tốt hơn đúng không? Không phải như vậy đâu. Sẽ có một điểm trừ ở trên chiếc Galaxy A53 5G. Về phần hiệu năng, em này chỉ được trang bị con chip Exynos 1280. Còn với Xiaomi, nó sẽ được trang bị con chip Snapdragon 780G. Và ở trong cái video đánh giá chi tiết thì mình đã có gửi cho các bạn rồi. Về điểm số mình chấm được trên phần mềm AnTuTu, chiếc Samsung Galaxy A53 5G chỉ hỗ trợ là 793.404 điểm. Còn với chiếc Xiaomi này, điểm số của nó gần cao gấp đôi luôn. Nó rơi vào khoảng 625.608 điểm. Và chúng ta cũng không cần nói thêm về phần hiệu năng nữa. Về những cái trải nghiệm mà trong những ngày qua mình sử dụng cả hai chiếc máy này, mình cũng chắc chắn được rằng về phần hiệu năng, về những cái trải nghiệm thực tế, con chip Snapdragon ở trên chiếc Xiaomi 11 Lite 5G này nó sẽ mang đến cho các bạn trải nghiệm tốt hơn. Và cũng đang tiện nói về con chip Exynos 1280 được ra mắt vào đầu năm ngoái cùng với chiếc Galaxy A53 5G này. Và mình không biết tại sao cái phần kết nối Wi-Fi trên chiếc Samsung Galaxy A53 5G nó không tốt bằng nếu như các bạn so với chiếc Xiaomi 11 Lite 5G ở đây. Mình đã kết nối hai chiếc máy của mình chung một địa điểm mạng và hiện tại mình đang ngồi chung một chỗ. Và hồi nãy trước khi bắt đầu video, mình đã có speed test tốc độ mạng cho anh em coi. Đúng thật là tốc độ mạng trên hai em này nó có sự chênh lệch rõ rệt. Đầu tiên là về tốc độ download, chiếc Samsung Galaxy A53 5G nó chỉ đưa cho mình tốc độ là 9.03 MB mà thôi, còn upload là 9.4. Còn với chiếc Xiaomi này, tốc độ download của nó tốt gấp 4 lần nếu như so với chiếc Samsung, và tốc độ upload của nó thì cao hơn một chút là 12.3 MB so với 9.4 MB. Tiếp tục là về phần RAM và bộ nhớ, cả hai chiếc máy của mình đây đều đang có dung lượng RAM là 8GB và 128GB bộ nhớ trong. Và điểm đặc biệt là trên chiếc Samsung Galaxy A53 5G, các bạn sẽ có thêm tùy chọn mở rộng bộ nhớ RAM và có thể mở rộng tối đa cho các bạn thêm 8GB RAM nữa. Tức là các bạn sẽ có tổng cộng là 16GB RAM, các bạn có 8GB thật và có thêm 8GB ảo. Còn với chiếc Xiaomi 11 Lite 5G này, các bạn sẽ không có thêm tùy chọn mở rộng bộ nhớ RAM nhé. Kế đến là về phần camera, nói thẳng luôn là Xiaomi sẽ không có cửa nếu như so về camera với những chiếc Samsung. Thực tế thì màu sắc ảnh trên những chiếc Samsung này nó sẽ sát với thực tế hơn, nó sẽ không bị cái hiện tượng là hơi ám vàng một chút và nó hơi nhợt nhạt giống như những chiếc Xiaomi. Và có thêm một điểm nữa là với cam trước của chiếc Samsung Galaxy A53 5G này, các bạn sẽ hỗ trợ thêm tính năng là quay video 4K ở cam trước. Còn với cam trước của Xiaomi 11 Lite 5G, các bạn sẽ không được trang bị công nghệ đó. Còn ở phần mặt sau thì cả hai chiếc máy của chúng ta đều được trang bị rất nhiều camera. Với Xiaomi 11 Lite 5G, các bạn sẽ có một cam chính 64MP, một cam góc rộng 8MP và một cam macro 5MP. Kế đến là chiếc Samsung Galaxy A53 5G, nó sẽ có nhiều hơn một cam là 4 camera. Nó vẫn sẽ có 3 cam giống như Xiaomi 11 Lite 5G, một cam chính với độ phân giải là 64MP, một cam góc siêu rộng 12MP, một cam macro 8MP và cuối cùng các bạn sẽ được trang bị thêm một cam chiều sâu nữa, nó cũng được hỗ trợ 80MP luôn. Và đây là tấm ảnh mà mình có chụp được từ camera trước của hai chiếc điện thoại của chúng ta và zoom lên cho các bạn thấy rõ. Và giống như hồi nãy mình đã nói, màu sắc trên những chiếc máy Samsung nó sẽ sát so với thực tế hơn, còn chiếc Xiaomi 11 Lite 5G này nó sẽ bị hơi ám vàng một chút. Ngoài ra thì với những cái công nghệ chỉnh sửa thì mình thích cái việc chỉnh sửa trên những chiếc Samsung này hơn. Mình cảm giác là con AI của chiếc Xiaomi 11 Lite 5G này nó hơi quá một chút, cho nên là da mặt của mình trông nó khá là láng và trông nó thành giả luôn đấy chứ. Và nếu như các bạn quan tâm nhiều hơn về hai chiếc máy thì có thể xem lại video review của mình nhé. Vậy là nếu như so về phần camera, chiếc Samsung Galaxy A53 5G này nó sẽ nhỉnh hơn so với chiếc Xiaomi 11 Lite 5G. Và cuối cùng là về thời lượng pin, chiếc Xiaomi này đang hỗ trợ viên pin là 4250mAh, còn với chiếc Samsung Galaxy A53 5G em nó sẽ hỗ trợ viên pin lên đến 5000mAh. Mặc dù là có viên pin lớn hơn nhưng như đầu video mình đã nói, em này chỉ hỗ trợ sạc là 25W mà thôi. Còn với chiếc Xiaomi này, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn công suất sạc lên đến
đến 33W. Tức là trong quá trình trải nghiệm, em này rút pin sẽ nhanh hơn, nhưng tốc độ sạc của em nó cũng nhanh hơn. Còn em này các bạn sẽ sử dụng được lâu hơn, thế nhưng thời gian sạc của các bạn cũng sẽ lâu hơn. Và với trải nghiệm thực tế của mình, em Galaxy A53 5G này 5000mAh thực sự mình dùng một ngày nó chưa hết pin. Thường thì mình không chơi game quá nhiều, hoặc là sẽ có những ngày mình không chơi game luôn. Và như thế, những cái nhu cầu lướt web cơ bản của mình coi YouTube và mình lướt Facebook, Instagram mà thôi. Và như thế nó không hao quá nhiều pin. Còn với chiếc Xiaomi 11 Lite 5G này, những cái việc cơ bản nhất mình sử dụng một ngày nó vẫn không thể trụ được. Vậy thì nếu như so về thời lượng sử dụng, Galaxy A53 5G nó sẽ nhịn hơn. Còn nếu so về công suất sạc, Xiaomi 11 Lite 5G nó sẽ nhịn hơn. Thực tế thì mình thấy cũng không có gì quá khác biệt đâu. Và cuối cùng là về phần công nghệ, thì mình thấy rằng cả hai chiếc máy của chúng ta đều sở hữu công nghệ 5G cho các bạn những cái kết nối nhanh hơn, mới hơn. Và thực tế thì ở Việt Nam, cột sóng 5G của chúng ta cũng chưa được nhiều, không phải là đi đâu cũng có thể sử dụng được. Và có thêm một điểm mạnh nữa trên chiếc Samsung Galaxy A53 5G này, đó chính là tính năng kháng nước, một thứ mà trên chiếc Xiaomi 11 Lite 5G sẽ không thể có được. Em này sẽ có tính năng kháng nước kháng bụi IP67, tức là khi mà các bạn đi ngoài mưa, vô tình nước rơi vô điện thoại của các bạn, nó sẽ không có vấn đề gì đâu. Và với mình đánh giá thì chiếc Samsung Galaxy A53 5G này nó sẽ rất là phù hợp với những anh em tài xế công nghệ. Các bạn sẽ có một chiếc máy to, khỏe và pin trâu, màn hình của chúng ta đủ sáng, có chống nước chống bụi, ngoài ra có vân tay ở trong màn hình. Như thế thì trong quá trình chúng ta di chuyển ở ngoài đường, dù tay của các bạn có bị ướt, dù mưa có rơi vào chiếc điện thoại của chúng ta, nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Và với pin trâu thì các bạn sẽ có nhiều thời gian để sử dụng hơn. Và tổng kết lại về các phần, đầu tiên là về phần thiết kế, mình sẽ thích thiết kế của chiếc Xiaomi 11 Lite 5G này hơn, tại vì nó thiết kế mỏng, nhẹ và mình thấy nó khá là đẹp. Còn với chiếc Samsung Galaxy A53 5G, nó sẽ có thiết kế mới hơn và cảm giác cầm nắm của nó thì nó sẽ đầm tay hơn. Còn em này thì đôi khi các bạn cầm nó sẽ thấy hơi nhẹ một chút. Về thiết kế, mình chấm điểm cao hơn cho chiếc Xiaomi 11 Lite 5G. Kế đến là về phần hiệu năng, Snapdragon 780G trên Xiaomi 11 Lite 5G vẫn cho mình những trải nghiệm tốt hơn. Thế cho nên là không thể nào chiếc Samsung Galaxy A53 5G này có thể đánh bại được. Một điểm nữa cho Xiaomi 11 Lite 5G. Kế đến là viên pin của chúng ta. Về pin thì em Xiaomi 11 Lite 5G này có phần thiệt thòi hơn, cho nên là phần thắng sẽ thuộc về Galaxy A53 5G. Camera cũng chắc chắn phải thuộc về Galaxy A53 5G rồi. Và nếu như các bạn sử dụng đủ lâu thì các bạn cũng biết camera của Xiaomi chỉ sử dụng để cho ở mức vừa tạm vừa đủ thôi. Các bạn sẽ không thể đòi hỏi quá nhiều ở trên camera của Xiaomi. Còn nếu như các bạn muốn nhiều hơn, hãy cố gắng mua những chiếc Xiaomi cao cấp nhé. Về trải nghiệm cơ bản và lâu dài, em Xiaomi 11 Lite 5G này nó cũng thực sự không tốt bằng nếu như các bạn so với chiếc Samsung Galaxy A53 5G. Tại vì em này sẽ có vân tay trong màn hình, sẽ có tính năng kháng nước kháng bụi và em này được ra mắt gần hơn, thế nên sẽ được Samsung hỗ trợ cho chúng ta dài hơn. Và đặc biệt là Galaxy A53 5G đã được lên Android 14 rồi, còn em Xiaomi 11 Lite 5G này chưa biết khi nào mới được hỗ trợ Android 14. Và đó là bài đánh giá của mình về hai chiếc điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G và Samsung Galaxy A53 5G. Và với nhu cầu của các bạn thì các bạn sẽ mong muốn sở hữu chiếc điện thoại nào, để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.